Loạt nhà mạng lớn tại Việt Nam đã chặn web đen. Theo thông báo mới nhất từ Viettel và VNPT, kể từ ngày 13 tháng 11, người dùng của hai nhà mạng này sẽ không thể truy cập vào các trang web đen. Khi cố tình truy cập vào các trang web này, người dùng sẽ bị hiển thị thông báo nhắc nhở và ngắt kết nối máy chủ. Động thái này một lần nữa cho thấy biện pháp mạnh tay của các nhà mạng lớn để làm trong sạch môi trường internet tại Việt Nam. Không những vậy, việc chặn các trang web đen cũng giúp cho người dùng tránh đi một mối lo lớn về virus hoặc các phần mềm độc hại. Theo dự kiến sau viettel và vnpt nhiều nhà mạng lớn khác cũng sẽ bắt đầu thực hiện những biện pháp tương tự bên cạnh đó các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên sử dụng các phần mềm để vượt tường lừa hành động này có thể gây hại cho máy tính của bạn dẫn đến bị mất thông tin dữ liệu hoặc bị tin tắc chiếm quyền điều khiển máy